là thơ con gái từ bạn có email là newgravenavonghopthu.com. Xưa kia ở tuốt trên trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn, sai bắt một chú chuồn chuồn xịt vô 10 lít nước tương đem hầm. Trời đất ơi, gì ghê. Bỏ vô 1 ký ớt bằm, chanh chua 5 trái, me dầm 6 tô, nước mắt cá sấu 7 xô, dịu dàng một xíu 7 à lại dịu dàng một xíu 8 tô giữ chằng, nêm thêm 9 chú lăng nhăng, mít khô mít ướt cằn nhằn ghen tuôn, 100 gram nhõng nhẽo giận hờn, mụn cám mụn bọc mụn cơm mụn đề. À, Ngọc Hoàng hồi xưa dục mụn vô người em nên là em mới bị vậy. Em là đủ thứ mụn ở trên người, nhìn thấy mà gớm. Cái gì? Thôi nghỉ làm đi. Nghỉ làm đi. Thôi tiếp đi. Anh nói em đẹp đi. Đẹp, em luôn luôn đẹp trong anh. Đó, đúng rồi. Ngọc Hoàng hứng chí hề hề, sản phẩm hoàn tất không chê chỗ nào, sai thiên lôi lấy bột nhào, bắt đẩu canh lửa Nam Tàu quạt than. Cuối cùng một tiếng nổ vang, bum. Thế rồi con ấy tàn tàn bước ra, bèn đặt tên nó Eva, còn gọi con gái hay là cô em. Em là Eva hay là Adam? Half. Half. Tức là nửa bên phải thì là Eva mà nửa bên trái là Adam. Muốn khám phá không? Thôi thôi. nhìn thấy Ngọc Hoàng chế biến như vậy, như vậy chắc là của em là mỗi thứ có 7 phân nửa đúng không? Chanh chua 5 trái thì em chừng 2 trái rưỡi, me dầm 6 tô thì em chắc chừng 3 tô. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Silver Lightning Crazy About You từ Jessie J.